Huấn luyện viên Erik ten Hag đang gặp khó khăn khi câu lạc bộ Man United thiếu hụt lực lượng bởi những sự việc bên ngoài sân cỏ. Trong hai tuần ngoại hạng Anh nghỉ thi đấu, câu lạc bộ Man United trải qua thêm những sóng gió ở hậu trường. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ vừa đẩy Mason Greenwood sang khoác áo Getafe, Tây Ban Nha, sau sự cố hành hung bạn gái, lại vướng tiếp câu chuyện tương tự liên quan Antony. Ngôi sao 23 tuổi người Brazil vướng cáo buộc hành hung bạn gái và hai phụ nữ khác. Anh đang bị điều tra, sắp phải hầu tòa tại Brazil, đối mặt án phạt tù vì tội hành hung người khác nếu bị khép tội. Những sự việc từ vụ Antony giống như một vận rủi kỳ lạ cứ đeo bám câu lạc bộ Man United, tờ Mail Online, Anh, bình luận. Câu lạc bộ Man United từng tìm cách giảm nhẹ mức độ trong vụ Antony, nhưng cuối cùng cũng phải ra thông báo không cho cầu thủ này thi đấu đến khi mọi cáo buộc được làm rõ. Bên cạnh đó là sự cố tiền vệ Jadon Sancho phản ứng lại ông Erik ten Hag trên mạng xã hội khi không được chọn thi đấu trận thua Arsenal 1-3 ngày 3 tháng 9 nên anh cũng bị đình chỉ thi đấu. Antony là cầu thủ con cưng của huấn luyện viên Erik ten Hag, được mua từ câu lạc bộ Ajax với giá lên đến 85 triệu bảng ngay sau khi nhà cầm quân người Hà Lan tiếp quản ghế nóng ở sân Old Trafford mùa hè năm ngoái. Trước đó, Sancho được mua từ Borussia Dortmund giá 73 triệu bảng. Bỗng dưng câu lạc bộ Man United mất những cầu thủ quan trọng này chỉ vì câu chuyện ngoài lề. Đáng nói, cả Greenwood, Sancho và Antony đều là những ngôi sao chạy cánh được huấn luyện viên Erik ten Hag đặt nhiều hy vọng. Trong tay nhà cầm quân này giờ chỉ còn hai cầu thủ trẻ là Amad Diallo và Facundo Pelistrai có thể chơi cánh phải. Nhưng Amad Diallo đang chấn thương, trong khi Pelistrai chưa sẵn sàng đá chính. Tính từ mùa hè năm ngoái, huấn luyện viên Erik ten Hag đã chi hơn 400 triệu bảng mua cầu thủ bổ sung những vị trí còn thiếu cho Man United, nhưng rồi vẫn thiếu hụt lực lượng, nên giới cổ động viên lo ngại họ sẽ gặp khó khăn khi tiếp Brighton ở vòng 5 ngoại hạng Anh cuối tuần này, 21 giờ ngày 16 tháng 9.